Xin chào các em. Chào mừng các em đã đến với lớp học toán lớp 1 của cô giáo Huyền Trang. Trong giờ học hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng các em cùng nhau hoàn thành phiếu ôn tập cuối tuần. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải phiếu ôn tập toán tuần 9 và nội dung của phiếu ôn tập của tuần này sẽ là các số đến 10. Và các số đến 10 thì gồm có những số như là 0, 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Và để cho các em nhớ lại các số đến 10 thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào giải bài tập. Đầu tiên câu 1 viết số Ở bài hôm nay chúng ta sẽ viết số 0 và số 10. Cô sẽ viết mẫu cho các em số 0. Số 0 sẽ cao 2 ô ly và rộng 1 ô ly. Bây giờ các em sẽ thực hiện viết các số còn lại vào các chỗ đã có dấu chấm. Tiếp theo là số 10. ta có số 1 viết trước rồi tới số 0. Số 10 các em cũng biết tương tự. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu 2. Số Ở đây sẽ có 3 hộp Bây giờ chúng ta sẽ sang câu 2. Số Ở đây sẽ có ba hồ cá và yêu cầu của đề bài sẽ là các em sẽ đếm số cá có ở trong hồ và điền vào ô trống. Bây giờ chúng ta sẽ làm hình thứ nhất. Bây giờ các em sẽ đếm cho cô ở trong hồ thứ nhất có bao nhiêu con cá nha. 1 2 3 4 5 Vậy ở hồ này chúng ta có 5 con cá, chúng ta sẽ điền vào số 5. Tiếp theo ở hồ thứ hai, các em cũng đếm tương tự. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vậy ở hồ thứ hai, các em có 10 con cá. Các em sẽ điền số 10. Và ở hồ cuối cùng, các em thấy không có con cá nào cả. Như vậy chúng ta sẽ điền số 0. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 3. Câu số 3, điền số ở đây chúng ta có hình thứ nhất có 1, 2, 3, 4, 4 dấu chấm. Vậy các em sẽ điền số 4 vào ô trống bên dưới. Hình thứ hai các em cũng đếm tương tự. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có 10 dấu chấm. và ở hình cuối cùng không có dấu chấm nào cả thì chúng ta sẽ điền số 0. Tiếp theo câu số 4, viết số thích hợp vào ô trống ở hàng thứ nhất. Chúng ta có số 1, 2, 5, 7, 9. Vậy bây giờ các em hãy điền các số còn lại vào các ô trống. Vậy ở trước số 1 sẽ là số 0. Tiếp theo, sau số 2 sẽ là số 3. Rồi tới số 4 5 rồi tới số 6 7, đếm tiếp theo sẽ là số 8 9 và cuối cùng sẽ là số 10. Chúng ta sang hàng tiếp theo. Đề bài cho chúng ta bắt đầu từ số 6, như vậy các em sẽ đếm tiếp theo lên. Số 6 rồi đến số 7, 8, 9 và 10. Và ở hàng cuối cùng đề bài cho chúng ta số 3, số 2 như vậy các em sẽ đếm ngược lại cho cô. 3, 2, rồi đến số 1 và 0. Xong bài 4, bây giờ chúng ta sẽ sang bài 5. Dấu bé hơn, lớn hơn và dấu bằng. Các em so sánh cho cô số 0 và số 2. Thì số 0 sẽ nhỏ hơn số 2. Như vậy ở bài này các em sẽ điền dấu bé hơn. Không bé hơn 2. Tiếp tục số 3 và số 0 thì số 3 lớn hơn số 0. Ở bài này các em sẽ điền dấu lớn hơn. 3 lớn hơn 0. Tiếp tục 0 và 0 bằng nhau. Vậy ở bài này chúng ta sẽ điền dấu bằng. Vậy bài 5 chúng ta đã làm xong. Sang bài số 6. Đề bài cho chúng ta số 10. Vậy số 10 sẽ gồm 10 gồm 7 và 3. 10 gồm 5 và 5. 10 gồm 4 và 6. 10 gồm 2 và 8. 10 gồm 1 và 9. Tiếp theo sang câu số 7. Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng. Câu A. Các số 4, 0, 7, 10 được sắp xếp từ bé đến lớn là câu A 4 0 7 10, câu B 10 7 4 0, câu C 0 4 7 10. Như vậy các số được sắp xếp từ bé đến lớn sẽ là đáp án Từ bé vậy chúng ta sẽ có 0, 4, 7, 10. Vậy đáp án C là đáp án chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu B. Các số 8, 0, 6, 10 được sắp xếp từ lớn đến bé là câu A. 8, 0, 6, 10. Câu B. 1860 câu C 06810 Như vậy các số được sắp xếp từ lớn đến bé sẽ gồm số 1860 vậy ta có đáp án B là đáp án đúng. Xong câu 7, bây giờ chúng ta sẽ sang câu cuối cùng là câu số 8. Quan sát tranh rồi điền số thích hợp vào ô trống. Các em quan sát các ô trống và các hình tương ứng với các ô trống để chúng ta sẽ đi tìm số thích hợp điền vào. Đầu tiên là hình con chim. Vậy bây giờ các em hãy quan sát lên hình và đếm cho cô ở trên hình này có bao nhiêu con chim. Các em cùng đếm theo cô nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Như vậy, chúng ta có 10 con chim. Vậy chúng ta sẽ điền số 10 vào ô trống. Tiếp theo là hình cái cây. Vậy các em cũng quan sát lên tranh và đếm cho cô xem có bao nhiêu cái cây nha. 1 2 3, 4, 5, 6. Vậy có 6 cái cây chúng ta sẽ điền số 6. Tiếp theo là hình ông mặt trời. Quan sát lên tranh chúng ta thấy có một ông mặt trời. Chúng ta sẽ điền số 1. Ô trống tiếp theo có hình là con trâu. Như vậy các em nhìn lên hình và cho cô biết có bao nhiêu con trâu một hai ba có ba con trâu chúng ta sẽ điền số ba và ô trống cuối cùng là hình con lừa như vậy ở trên hình chúng ta thấy không có con lừa nào vậy chúng ta sẽ điền số không như vậy cô đã hướng dẫn cho các em giải xong phiếu ôn tập của tuần này hiện gặp lại các em ở các tuần sau